Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả nha anh em ơi. Và ở video này thì Khả sẽ ép tiếp tục sự kiện 30 tháng 4 đang cho anh em bóp nha anh em. Anh em bóp nè. Anh này nó mắc và nó một tật rồi nhưng mà Khả muốn anh để nó up cấp nè để cho bang khỏe nè. Rồi cái này Khả đầu tư cho bang thì giờ mua 1000 củ. Rồi ép nha anh em. Đó. Một thứ 1000. Ok chưa? Rồi không biết đủ không ta. Rồi ép này, ghép xuống trường AK cả tiếng. Ok. Đây. Nút nha anh em. Anh em đang xem thì cho Khả một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Sao? Lăn sao thối chạy. Cô làm của Hùng ơi. Đây, thế có con ngựa khác không? Không. Mai anh boss mai anh em mình boss trở lại. Mà anh boss có mà thiếu cha gì. Cho nó cởi người tầm thường cũng được. Mà anh boss thiếu cha gì. Rồi anh Nghĩa Bình. Giờ cởi thúc xương. Ờ cởi thúc xương đi. Mai có giao dịch. Về cơ từ Nam Ê kìa. Hả? Ờ tí vũ đợi đưa lại. Ở đâu ở đâu? À vũ đợi kia mới nghiệp ven này tới vũ đợi luôn luôn. Nam này, rồi anh Vân em ơi. Cái gì đây? Đây anh bị ra cái đống ngựa đó. Rồi gần 100 cái rồi chưa có gì luôn. Áo thật sự. Còn tiền thổ lộ không à? Nhân phẩm của chúng tôi à? 1 lần bài. Dạ được chưa? Kiếm ít được bài boss luôn nè. Nhà thấy kìa. Cá nhân tiền thổ lộ. Cởi trang bị ra rồi ăn anh nư hả? Trời ơi, xếp đồ này ép sức mạnh mà cởi trang bị ra thì sao mà mặc lại được. Toàn luôn á nam. Anh Vũ Đế, anh tổng kiếm bên nào rồi anh Vũ Đế? Nè đâu rồi ta? Ủa kìa rồi lấy ngựa kìa, nó chơi nãy giờ kìa. Đây đây đây. Nhặt đây. Bốt xanh. Rồi, hết 200 cái, một viên tinh hồng. Bên tổng đúng không? Để em vào tổng. Ôi, được một pháo kỹ năng hợp lý, nó lại hợp lý. Được 3 cái rượu nấu. Ê, đại lý á. Qua đại lý đi. Như này, lưu tinh đao pháp đại, đại lý trung tâm ơi, con quà giữ chứ không phải con chết. Một cái nến kỹ năng này nè em. Rồi, kiếm bên nào đang win thì kiếm hai nến tìm năng cho chính là nó hợp lý anh em. Ở bên nào đang win tổng kiếm này. Kỹ năng còn cái này. Kỹ năng tìm năng chứ. Tìm năng còn cái này có kỹ năng đổi. Từ từ xíu nữa nè. Kỹ năng nghe mi rồi. Trung tâm đây anh cũng đều. Ý là anh dư thì có chứ mua thì nó không bán đầy mà. Từ từ coi thử. Một viên thị tinh. Hôm nay anh coi có nút luôn. Tinh hồng. Tung kiếm nữa coi. Đưa hết phi tóc của anh dùng đồ rồi. Rồi lấy cái gì nữa đánh ta. Gần 500 cái rồi. Đúng. Cố gắng rồi. Kiếm ít thì tinh đập đồ cũng ngon anh em. Phượng Thường Nam. Qua Lâm An Thiền Trang uống khải vậy. Lâm An Thiền Trang à. Ok. Rồi mới cái một lần một cái viên thị tinh rồi áo vai đủ ra nhiều thị tinh lên lời liền luôn nè. Nó mang tiền trang rồi chạy lòng vòng chơi nè. Tí nữa Khải anh học quà đại lễ 30 tháng 4 nữa nè thì nó sẽ ra phi phong kỹ năng rồi kháng tất cả rồi cũng như là đồ khá nhiều nè. Chúc một tí Khải anh em xem bài boss rồi. Ba là bài bất thường. Trời ơi đặc biệt đây, đặc biệt kiếm vài hiện tinh. Đây đặc biệt kiếm vài hiện tinh 104 rồi. Trời bút xanh thường nữa, áo vái. Toàn thường không vậy? Nhưng đại. Trời, thông tin thổ lộ không? Trời thì tinh hiếm gơ luôn nè. Thì tinh đúng hiếm luôn nè.
Thì tên đúng hiếm luôn nè. Anh mày thành đô à, ok. À, một viên thì tên nữa, hợp lý, nó lại hợp lý. Rồi, xuống anh mày thành đô. Cho nó ít tiền. Mở event tiếp, còn 400 cái nè. 4 cái. Ok, mất 2 viên thì tên là 2 tinh hồng, 1 pháo, 4 lệnh bài thương. Cho nó ít ngân lượng. Tha cho người ít ngân lượng. Cho người ít ngân lượng nữa, cho tao chục viên thì tinh là được. Đa tạ lòng tốt của ngươi. Nó cho mình một cái skin đó, skin móc túi nè, kế phú tóc bằng tế bằng skill đó, hồi xưa là gọi skill đi móc túi nè, móc túi đại hiệp nè, một túi phi tóc đó, trời bất thường nữa, đặc biệt nó nhiều hơn nè, đặc biệt nó nhiều đồ hơn nè, 35 túi xin thị tân. Xin thị tân số hồng lượng. Rồi, toàn bốt thường không em ơi, 5 cá thường rồi. Hai cái đặc biệt là bằng 5 cá thường này, cái đặc biệt nó ngon hơn rồi nè. Một viên tinh hồng, đủ thị tân đâu. Pháo kỹ năng, tiềm năng cũng được. Thêm thua lộ nữa. Đó, thị tân nữa. Kiếm hai dương tử nữa hợp lý. Hai dương tử nữa hợp lý. Em một lần này thì như mấy event trước thì có 4 kim máy thôi nè. Event này 7 kim rồi nè. 7 kim kèm với nguyên liệu này, nó chung là nó nằm ở cái vị trí khoảng 7 kim rưỡi. 7 kim rưỡi. Khải có like bên TikTok không? Hôm trước có like nhưng mà bị xóa cái kênh TikTok rồi nè. Kênh TikTok giờ Khải up video thôi. Kênh TikTok rồi Khải bị xóa rồi. Nó kêu gì up bị sai bà cộng đồng rồi đó, nó xóa kênh TikTok. Khải 20 mấy ca theo dõi nó xóa rồi. Ảo quái. Mất kênh TikTok 2 mấy ca. Hai mấy người xem, hai mấy ca người theo dõi. Đặc biệt. Trời ơi, toàn xanh rồi. Một cái đặc biệt rồi nè. Cũng hợp lý. Úp cấp, úp 2 cấp rồi. Giờ mua cái nick bao nhiêu tiền thì chơi được anh để chọn vợ. Trời, nick tầm này thì tầm chung chung thì tầm 8-900 đến triệu là có một nick dàn xe 4 ạc chơi được rồi em. 4 ạc tầm triệu, tầm 107-108 là chơi được ok rồi. Còn đỡ mà dàn mắt và làm một tập tài kênh thì nó sẽ nằm giá khoảng tầm 2 triệu hơn. Ôi, bất thường không mà ta. Có mỗi con đặc biệt rồi nè. Mà nói chung là nhiều bất thường cơ luôn. Có bất thường này 200 xu nè. Pháo, ôi, tiềm năng ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào. Ghê ở đâu? Lâu lâu lâu. Ghê đó không? À, thành đô đông ơi, thành đô đông đổi cái pháo kỹ năng đưa tiềm năng đây. Ok ok. Đổi giùm cho này. Đưa cho chính anh luôn cho rồi. Được hai cái pháo, một cây một tiệm. Thành đô á? Thành đô đông. Rồi, dọn rương tiếp tục. Quýnh mấy cái kia tiếp. À rương. Dọn rương. Rồi mở cái hộp cuối cùng rồi nè, mở hộp cuối cùng rồi đầu này mở 50 cái kia nha nè. Mấy tiền thua lộ này không có giá hay bỏ ở trong nè. À này long ca. Tiếp nhận này. Đừng cánh ra đúng cái nồi. Ông ta nè. Anh kỹ năng á. Tìm đang dành chân Nam Quốc. Em đây cũng đúng rồi, kiếm theo sữa. Hôm trước cũng mua một kênh TikTok like. Mà like xong nó bị xóa video rồi. Xóa kênh Khải này nọ luôn. Nó bảo vi phạm bản quyền cái đó nè. Rồi xóa kênh luôn. Ảo thiệt sự, mất cái kênh nha. Mất kênh nha. Mất cái kênh TikTok hai mấy nghìn theo dõi. Tự động adder nó xóa luôn nè. Cái cuối cùng phi tóc đại lực. Ai có cái Anna có đi phong ta cầm bơ cho em bảy vài luôn. Rồi nếu có ngày mười mang rồi em ơi, không có đâu, không có dư đâu. Anh dùng cánh cho ngày mười rồi mà. Rồi giao dịch vào này. Rồi, chốt thì lời hay lỗ này. Chốt lời hay lỗ này. 7 kim 5, đứng dưới đây. Chốt qua mặt chính này. Thấy chốt lại. 3 viên thiệt tinh. Chọn K2 đi. 1 thường, 2 thường, 3 thường, 4 thường, 5 thường, 6 thường, 7 thường 1 kim 4. Kèm với một đặc biệt là 2 kim.
Ba kim 2. Ba kim 2. Hai cây hai cái nến này khoảng 1 kim đi, 4 kim 2. 4 kim 2 với tinh hồng này cho 200 xu. Ủa cái 4 kim 4. Rồi, mới 4 kim 4 thôi anh em, ảo vậy. 14 kim 4 à, lỗ 3 kim máy luôn anh em. Từ từ ra, từ từ, còn một cái cuối cùng. 14 kim 4 thôi anh em ơi. Ảo thiệt sự, 14 kim 4 thôi. Rồi, mới phương duyên này khoảng 100 xu ở đây. 4 kim rưỡi. Rồi ok, 4 kim rưỡi nha. Rồi còn một cái cuối cùng thì nó sẽ có thêm vật phẩm từ cái vật phẩm súng cuối cùng nè. Đạt móc 1k này. Rồi mới được 4 kim rưỡi nha anh em. Đó, tất cả được 4 kim rưỡi. Rồi tiếp tục mở tiếp. 4 kim rưỡi. Rồi mở. Đó, trời xin lỗi. Gì đây? Trần đơn điểm kỹ năng quyển 2 chiếu dạ. Ok chiếu dạ luôn, hôm nay hết hạn luôn, shop con này luôn nhanh nhanh. Rồi một con lệnh bài boss này 4 kim rưỡi rồi nha, lệnh bài boss là 500 xu 5k, nhất kỹ này khoảng kim 6k, đại thành này 500 xu khoảng 6k rồi, 6 kim rưỡi 6 rưỡi, cuốn này khoảng kim 7 kim rưỡi, này khoảng 500 xu 8 kim, con này khoảng 500 xu nữa, 8 kim rưỡi, nói chung là lời vậy này, không có lỗ nè, lời. Rồi, làm chuyện điện tử nữa, 9 kim, hợp lý vậy nè, lời vậy nè. Rồi, 9 kim rồi, giờ tiếp tục mở tiếp 50 túi này nữa nè, 50 túi này có thêm phần thưởng nữa nè. Đó, thu được 9 kim rồi nha, tiếp tục này. Nhân phẩm. Nhân phẩm. Nhân phẩm cái này tiếp tục 50 cái này nè, mà nhân phẩm này tìm thị tinh chỗ này nè. Đó 5 kim rưỡi, 9 kim rồi nha anh em. Tiếp tục này, nhân phẩm. Hộp quà này, cái này phần thưởng này. Mở này. Bao là hãng. Mở này. Thiên cơ lệnh. Mở này, thiên cơ lệnh. Mở này, trống. Mở này. Là hãng. Phi phong cái này ngay. Thị tinh này, hợp lý này. Nó lại hợp lý này, anh may mắn này. Anh may mắn này, nó lại hợp lý nè. Kiếm cái phi phong ơi. Một đá mắt sáng này hợp lý. Hợp lý. À, hàng về, một cái phi phong. Kỹ năng này. Kỹ năng một cấp này. Kỹ năng một cấp này. Tiền về này, trời ơi chị ơi. Kỹ năng một cấp đâu. Đó. Kỹ năng một cấp đâu, một kỹ năng một cấp mình đang cần cái đó nha. Kỹ năng một cấp đâu. Trời ơi. Kỹ năng một cấp. Kỹ năng nào. Ui, toàn túi thôi. Điều khác, điều khác, đẹp quá, đẹp quá. Điện kinh mở thêm 5 cái này. Kỹ năng nào. Kỹ năng nào, ui. Ui. Kiếm thiết là bao. Kỹ năng nào, bắt vào đường. Mở bắt vào đường luôn, trời, phụ duyên tiểu. Kỹ năng nào, kỹ năng. Ui, một cuốn kỹ năng nữa. Đẹp, hợp lý luôn nè. Quyển 7 luôn. Tiếp tục này. Rồi, về thành đô đông. Nghe chỗ anh ngang mày coi. Cái này nó lại hợp lý. Cái này nó lại hợp lý. Cái này, ôi, bắt đầu đường nữa. Tiếp tục, trời, lại một chiếu dạ. Chiếu dạ mấy ngày. À, chiếu dạ 15 ngày luôn, ngon lành cành đào. Phi phong đâu, phi phong cái này một cấp đâu. Mình tìm cái phi phong luôn nè. Rồi, phi phong, phi phong. Phi phong tôi, một viên thiên tinh nữa hợp lý. Phi phong đâu, rung tay quá, rung tay quá. Trời ơi, thằng thiết là hả. Phi phong đâu, phi phong đâu. Xin cái phi phong. Xin cái phi phong, cần một kỹ năng. Bảy cái cuối, phi phong đâu. Kỹ năng ngơi. Đó, xa xa. Xa xa xa. Xa xa. Xa xa, ra phi phong rồi nha anh em. Rồi ok, có cắn trời xe. Có cắn nhạc chính luôn. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào luôn nè. Đó. Nó lại quá là hợp lý chứ lị. Rồi ok. Nãy là 9 kim rồi nha. Để coi chốt tiếp tục anh em ơi. 9 kim rồi. Ok. Về 9 kim rồi nha anh em, dẫu nào tính tiền tiếp tục này. Rồi tiếp tục nha. 9 kim. Hai viên thị tinh này là 1 kim nữa. Là 10 kim này, ok chưa? 10 kim. Phi phong này 1 kim nữa là 11. Đó. Rồi cái cuốn này 1 kim nữa là 12. Lời nha anh em. 12.
12 kim rồi, đá bắn sáng này 500 xu, 12 kim rưỡi. Mấy cái này thì không quan trọng, 12 kim rưỡi. Phi phong này khoảng 500 xu. Cho nghe mì mang luôn, quá đẹp. 13 kim. Túi là hán này thì cứ khoảng 50 xu một túi. Còn 500 xu nữa nè, 10 túi này. 14, 13 kim 5. 13 kim 5 rồi. Nói chung là lời. Quá lời luôn nè. Khóc là nó ra. Em bên này thơm gơ luôn nè, bỏ 7 kim mới thôi, bán nếu mà bán là mười mấy kim nữa nè, 13 kim 5, rồi ok. Quá đã luôn em ơi. Rồi vứt vào cho xe chấn nút nè. Lưu tin đa phát rồi đây, chấn nút nhanh cho đỡ mấy cái này nó chập chỗ nè. Lời nha em, lời nhiều luôn là khác nè. Đang hãy tranh thủ hình nút mấy cái này. Rồi, quá đẹp. Thu lại gần 14 kim. Lời gần một nửa luôn nè. Ok, đợi hạ nút cho hạt chính để đợi nó chập chỗ nè. Lúc mấy cái thiết là hán nè. Tại vì một ngày chỉ được 30 triệu, 50 triệu từ thiết là hán rồi nè. Cánh cái đợi nó chập rừng cũng vậy. Quá hợp lý luôn, phi phong đầy đủ, không thiếu gì luôn. Giả là con lôn được 3 kỹ năng rồi nha nam. Con lôn lên được 3 kỹ năng rồi nha nam. Con lôn được 3 kỹ năng rồi nha. Quá hợp lý. Trời ơi, 3 kỹ năng được tới 5k5. Quá đã. Rồi, rồi anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ nè em ơi. Nói chung là Evan lần này anh quá đã nè em ơi. Từ chính cho đến này phụ anh cảm giác không có lỗ nè. Khá là lời luôn. Lời từ kinh nghiệm cho đến vật phẩm game rất là nhiều. Quá ok. Quá đã luôn nè em ơi. Đó, có 2 phi phong luôn. Lý Khải nên để đồng hồ là gấp tay trái màn hình đỡ gấp đó anh em mình. Anh em không thấy gì. Chết rồi, mở lộn rồi, chết tôi rồi. Đây nè, đây. Ok chưa. Quá lợi. Rồi, được coi, giao dịch tiếp tục qua mới nữa nè em ơi. Kỹ năng các kiểu là điệu. Quá lời luôn. Ngựa này, ngựa cho con lon này 29. Người này mấy? 4/5. Người này 29, có một người gần hết hạn. Ok, cho người hết hạn, cho đường môn này xài đi. Rồi. Thiên cơ lệnh này. Rồi, giữ lệnh mấy cái vớ vẩn qua chính luôn. Thị tinh này. Boss này. Bài phong đô, bài boss này. Đã thành bí kíp này. Thành kíp đó lại đi, xem này nghe mơi sao. Kỹ năng này, tử này. Đá bắt sáng này, hai túi rồi nè. Quá trời đồ. Thiên cơ lệnh này. Lưu tinh đào pháp. Tốc cá nhân. Rồi ok. Hợp lý. Trời, chắc là không biết đủ chỗ không ta. Mấy anh phụ cho anh em mi nè, Phi Vũ ơi. Trời, full chỗ nè, thông cảm nè, đủ sân, full chỗ ơi. Dùng dịch lại cái này cho nó đi. Lũ quá. Bot nè, kỹ năng nè. Rồi. Đó, đã chọn luôn. Ok luôn, anh em xem video cho một like ủng hộ cho nha em ơi. Và anh em ai chưa nhấn nút đăng ký kênh thì cứ nhấn nút đăng ký kênh giúp Khải nào. Đỡ có thể theo dõi những video mới nhất từ kênh của Khải nào. Và anh em nhớ nhấn cái chuông nha. Ai chưa nhấn chuông nhớ nhấn chuông nha. Nhớ nhấn chuông thì nó sẽ mỗi lần video mới nhất vào lúc trưa 11 giờ 15 phút nó sẽ thông báo gì cho anh em biết nha. Phải nhấn chuông thì nó mới thông báo rồi nè. Anh em không nhấn chuông thì video Khải lên anh em không có biết được đâu. Rồi giờ trở dàn chính anh em ơi. Anh này cấp cờ lon trong này đây. Cái đạo thành này thì sau này Khải sẽ vứt cho kẹt nghe mi mà nó nghe mi này có bí kíp nghe mi trưởng Khải sẽ cho nó mắt. Thật là Khải cho ai khác thôi. Quá trời độ. Bỏ thanh hồng vô. Rắc dàn gia tẩu. Vứt luôn. Chập chỗ.
phong đô. Rồi, bắt đầu đi giao tấu luôn nha anh em. Trời, của anh em quay lại admin chính này. Lời nha anh em, vừa rồi anh bảy kim hơn nhưng mà lời nha anh em, lời quá trời đồ luôn. Đó, dư đồ quá trời. Đại lực. Nhất kỹ các kiểu. Ngon. Đây. Mì túi gì tớ này. Mì bức. Đó. Nút cục 300 này. Rồi, gia tấu, gia tấu. Đến giờ gia tấu. Phúc Duyên nè, Phúc Duyên để làm gia tấu nè. Rồi. Quất nè. Lên bài boss 34 nè. Tử thì tinh nè. Tử thì tinh nè. Được anh Yvonne được 5 cục thì tinh thôi nè. Nói chung 6 cục thì tinh khá là khan hiếm. Được 6 cục thôi. Đây cuốn mặt tịch nè. Dọn lương nó gọn gàng. Lên bài boss cao thủ nè. Hai còn là bài boss nè. Bài boss nè. Đá phát sáng nè. Đá phát sáng thì đủ 5 cục thì ép cái vũ khí như này. Ép vũ khí phát sáng là đẹp luôn. Đây. Đúng duyên nè. Rồi là bài boss. Ok. Xong rương rồi nè. Bỏ luôn học bài chiến thắng luôn nè. Rồi bữa nào bem lên bài boss nè. Tầm này khoảng tầm 15-20 con là bem hợp lý luôn nha nè. Đó. Để anh em vần gom rồi bem cho anh em xem. Rồi học bài chiến thắng mở luôn. Được quân quệ. Ái chà chà là được xin 500 xu. Dương thị tinh nữa hợp lý. Quá ngon lành cành đào. Tóc lơ bao. Ngon lành luôn. Rồi để giờ tổng nè. Hai cuốn kỹ năng nè. Hai cuốn điện năng thì tiền không nè. Độc sát 20 điểm. Rồi, đi gia tẩu nè, kéo xe đi gia tẩu nè. Quá ngon.